60. Còn chiếc kia đang đậu trồn. Cái gì à? Dương lúa. Tiếp hôm nay cắt 60 các bạn. Rồi cho lũi vô trong này. Trưa nắng rồi, bây giờ 1 giờ trưa rồi các bạn. Máy cắt kia nó đang ngồi nghỉ ăn cơm đó. Tiếng máy cày kia nó hụ. Rồi máy cắt kia nó chuẩn bị luôn rồi đó. Kìa qua luôn rồi kìa. Hai chiếc luôn. Chiếc này nó còn miếng mấy bình rượu ở đây nè. Xong rồi nó qua luôn. Cái máy cày kia cái tiếng hụ ghê không. Để nó chắc chưa đủ lúa, lắc chắc đủ lúa xong mình cho các bạn xem. Giờ con nó cắt đi. Chuẩn bị rồi, có anh hiện qua bài, đó, chắc xong đi, rồi coi, không phải cắt đi. Còn 60. Đó, chạy song song con mới đã nè. Đó. Đã. Gặp 60. Nói chung là nguyên gặp cắt nó chung đáo là con ấy sướng.
nó chạy kia nó chạy rồi đó. Chờ nó qua gần tới dốc mình coi nha, mấy cái lúa này nó mới làm xong. Chỉ chỗ rồi xong, nó đi qua cắt đám trên.